Anh chị em nào có tài chính trong tay khoảng từ 8 tới 900 muốn tìm cho mình những con xe số tự động 7 chỗ, trang bị nhiều công nghệ và máy dầu nữa ha, đời cao luôn, thì hôm nay em sẽ có 4 lựa chọn cho anh em ha. Đầu tiên sẽ là một em Ford Everest nha anh em. Phiên bản này là phiên bản Titanium một cầu ha, màu trắng, biển Sài Gòn. Con này lăn bánh 48.000 cây chuẩn nha, một chủ sử dụng từ đầu luôn. Tôi được sở hữu cho anh em ha. Con này thì lăn quanh hơn 806 tí xíu thôi nha anh em. Và anh em nào đã góp thì chuẩn bị giùm em lăn quanh hơn 400 là mình nhận xe ha. Ford Everest Titanium một cầu 2020 nha anh em. Đó. Và em thứ hai sẽ đến từ nhà Kia ha. Em này là Kia Sedona nha anh em. Một em chuyên cơ mặt đất ha, 7 chỗ thực thụ luôn, cực kỳ rộng rãi luôn ha. Hai cửa lùa hai bên và con này là form mới nha anh em. Trang bị ngợp trời cho anh em công nghệ luôn. Máy 2.2, máy dầu nha anh em. Bản này bản full dầu ha. Camera 360 nè, rồi ghế hạng thương gia. Đó, con này sản xuất vào năm 2019 và đặc biệt là lăn bánh mới có 41.000 cây anh em. Đó, cho anh em xem phần nội thất nha. Rất là đẹp luôn, điều hòa tự động 3 vùng luôn ha. Con này thì lăn quanh hơn 850 tí xíu nha anh em. Đó, con này là màu màu xanh Kawasaki ha, biển Sài Gòn. Đó, một chủ sử dụng từ đầu nha anh em. Rất là đẹp luôn ha, hơn 850 xíu. Và một em thứ ba Fortuner nha anh em. Fortuner 2019, này đăng ký là tháng 3 năm 2020 nha. Lăn bánh 47.000 cây. Con này hơn 830 tí xíu thôi anh em. Anh em nào mua đa góp thì chuẩn bị giùm em lăn quanh hơn 400 là được ha. Lăn bánh 47.000 cây, máy dầu số tự động luôn ha. Biển Sài Gòn, con này cũng đúng một chỗ từ đầu nha anh em. Đó. Máy dầu số tự động và con này thì bảo dưỡng full lịch sử hãng luôn. Đó, anh em nào cần thì mình cứ đem xe vào hãng mình test cho anh em tâm ha. Và cuối cùng sẽ là một em Ford Everest nè anh em. Nếu như mà anh em không thích một cầu mà anh em muốn trang bị nhiều công nghệ hơn, hai cầu thì lựa chọn con này ha. Em này là Ford Everest bản Titanium hai cầu bản full nha, biển Sài Gòn, lăn bánh 65.000 cây, sản xuất vào năm 2018 nha anh em. Chất xe còn rất là đẹp luôn, em sẽ cam kết cho anh em ha, không cứng đụng, không ngập nước nè. Con này thì chi phí hơn 840 tí xíu nha anh em. Đó, cả bốn con đều lăn quanh khoảng từ hơn 800 tới khoảng chưa tới 900 ha. Đó, Ford Everest 2018 hai cầu, Fortuner 2019 đăng ký 2020 màu nâu biển Sài Gòn và Ford Everest bản Titanium một cầu 2020. Cuối cùng là một em Kia Sedona 2019. Đó. Anh em quan tâm mua xe nào cứ để lời comment cho em ha. Và đặc biệt là anh em nào có xe đẹp, xe ít km, bảo hành dài mà muốn lên đời hoặc là trao đổi, hoặc là có người thân cần mua bán xe, anh em cứ giới thiệu cho em ha. Em sẽ thẩm định miễn phí cho anh em và không mua tận nhà cho anh em luôn. Đó. Anh em nào quan tâm bốn con xe này cứ để lời comment cho em ha. Và em sẽ tư vấn về cho anh em về thủ tục nè, vay nè, thủ tục sang tên nè. Bởi vì thời điểm này cũng cần Tết rồi anh em nào cần xe đi trong Tết thì cứ nhanh tay sắp xếp thời gian mình lên xem xe ha, hoặc là có nói trực tiếp với em. Rồi, cảm ơn em rất là nhiều.